Năm chiếc bánh kính chào quý ông bà, anh chị em. Theo UK News, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông Hồi giáo vào ngày 8 tháng 1, một ngày sau khi anh ta bị cáo buộc phá hoại 18 cây thánh giá và bia mộ trong một nghĩa trang công giáo ở Mumbai, trung tâm thương mại của Ấn Độ và thủ phủ của bang Maharashtra phía Tây. Ansari đã bị giam giữ sau khi linh mục quản xứ tại nhà thờ thánh Mikael ở khu phố Mahim của thành phố đã khiếu nại với cảnh sát ngay sau khi vụ việc xảy ra, thúc giục cảnh sát bắt giữ thủ phạm. Nếu bị kết tội, bị cáo có thể phải ngồi tù tới 2 năm. Chúng tôi đã bắt giữ Ansari từ khu vực ở Navi Mumbai vì tội phá hoại thánh giá tại nghĩa trang. Cho đến nay, động cơ đằng sau hành vi của anh ta vẫn chưa rõ ràng, phó ủy viên cảnh sát kiêm trưởng nhóm điều tra nói với các phóng viên ngày 8 tháng Giêng. Cho biết, theo đoạn băng ghi hình, Ansari đã ở nhà thờ một thời gian sau vụ mạo phạm và không bỏ trốn ngay lập tức. Viên cảnh sát cho biết đây là một hành vi phạm tội nghiêm trọng và tất cả các khía cạnh đang được điều tra để tìm ra động cơ của thủ phạm, bao gồm cả khả năng bị cáo đồng phạm với người khác. Cảnh sát cũng cho biết Ansari dường như bị rối loạn thần kinh và không ổn định kể từ khi mẹ anh ta qua đời vào năm ngoái và không còn tin vào Chúa. Cha chánh xứ nói với UK News: "Chúng tôi rất vui vì thủ phạm đã bị bắt, nhưng chúng tôi muốn cảnh sát điều tra nguyên nhân sâu xa của hành vi phá hoại và động cơ xâm nhập khuôn viên nhà thờ của chúng tôi." Cha Barrett, phát ngôn viên của Tổng giáo phận Bombay, cho biết ông nghi ngờ việc cảnh sát cho rằng bị cáo không ổn định. Cha Barrett nói, mặc dù chúng tôi đánh giá cao sự nhanh chóng của cảnh sát trong vụ bắt giữ, nhưng chúng tôi do dự khi tin rằng đây là công việc của một cá nhân không ổn định. Anh ấy nói rằng việc anh ấy bỏ trốn đến ở Navi Mumbai là một dấu hiệu cho thấy anh ấy hiểu hậu quả của hành động của mình. Cha Barrett nói, việc thẩm mỹ kỹ lưỡng để xác định động cơ là cần thiết và cảnh sát nên điều tra kỹ lưỡng mà không cố gắng coi đó là hành động của một cá nhân loạn trí. Cảnh sát cho biết bị cáo vào nghĩa trang bằng cách trèo tường. Anh ta đang cầm một vật giống như viên bi trong tay và phá hoại các cây thánh giá. Anh đến nhà thờ và ngồi đó một lúc trước khi rời đi. Một người canh gác nhà thờ nói rằng anh ta rất ngạc nhiên khi thấy anh ta đến từ nghĩa trang vào sáng sớm như vậy. Vì cổng nhà thờ mở ra lúc 6 giờ sáng, anh ta đã chụp một bức ảnh của người đàn ông trên điện thoại di động của mình và chia sẻ với cảnh sát. Thật đáng tiếc và đau đớn khi những ngôi mộ của người Công giáo bị phá hoại tại nhà thờ. Tình cảm của cộng đồng bị tổn thương sâu sắc vì hành động này không chỉ liên quan đến việc phá hủy các đồ vật tôn giáo mà còn là sự thiếu tôn trọng đối với người chết. Cảnh sát đang điều tra vụ việc. Tổng giáo phận Bombay cho biết trong một tuyên bố vào ngày 7 tháng Giêng, mặc dù giáo hội đánh giá cao sự hỗ trợ và giúp đỡ của các nhóm khác nhau, nhưng chúng tôi thực sự không muốn coi hành động này là một ý nghĩa cộng đồng. Chủ tịch của một diễn đàn Công giáo đã lên án vụ việc và kêu gọi tìm ra động cơ thực sự. Ông nói, chúng tôi kêu gọi bảo vệ đầy đủ các nhà thờ và nghĩa địa của chúng tôi ở Mumbai. Bimenta, một nhà lãnh đạo Công giáo nổi tiếng và là người được ủy thác của tổ chức phi chính phủ, lấy làm tiếc rằng cảnh sát đã không chú ý đến những lời kêu gọi trước đó về an ninh tốt hơn tại các địa điểm tôn giáo. Các biểu tượng của Công giáo đang bị tấn công hết lần này đến lần khác. Trước đây, chúng tôi đã nhiều lần kêu gọi cảnh sát Mumbai tăng cường tuần tra trong và xung quanh các địa điểm tôn giáo. Chúng tôi lặp lại và nhắc lại yêu cầu của chúng tôi rằng chính quyền bang ưu tiên lắp đặt camera quan sát tại tất cả các nơi thờ cúng.